Nghe bà giải thích đi. Bà không cần phải giải thích gì nữa hết á. Bà đang làm cái gì vậy? Bà có biết là mấy cái này không có hợp với ba không? Nè, cô chủ, vừa vừa phải phải thôi. Ây! Ôi! Dù gì thì ông cũng là ông trùm. Lỡ ông mà phát hiện ra là em chết chắc. Bây giờ mẹ về đây, mẹ muốn bù đắp lại cho con. Mẹ không để cho con thiếu thốn nữa. Ông còn dám dắt mặt đến đây nữa sao? Mẹ quên đâu? Tôi bây giờ đã khác rồi. Tôi không còn phải là con cút ngày xưa nữa.